Ông cháu này cắt tóc kiểu gì nhỉ? Xin giới thiệu chú, đây là bạn cháu. Ờ. Nó đang rất buồn. Ờ. Nó chuẩn bị sang Nhật đóng phim để nuôi gia đình, đóng phim GAV. À, sang Nhật đóng phim GAV nuôi gia đình à? Thế nó không muốn xa gia đình nó à? Cho nên nó buồn à? Nó không muốn xa gia đình, xa bạn bè được. À, làm quả đầu lỗi lòng người tha hương gì? Đúng rồi chú. Ok, chiến luôn nhá ông cháu nhá, rồi không phải buồn nhá. Dậy đây ông cháu ơi, xong rồi đấy. Ông chú ơi, quả đầu nỗi lòng người ta thương của cháu đâu? Đấy ông cháu được không? Quả đầu loại sang đấy mà cháu hốt bạc à? Cháu đóng phim bên nước nào nhỉ? Chú quên mất rồi. À, cháu đóng Nhật Bản chú ạ. À, đóng bên Nhật Bản, đóng phim GAB à? Vâng, vâng. À, đầu này thì đúng là sang bên đấy các chị em là hot ông cháu luôn đấy. Quả đầu của cháu bao tiền nhỉ? Của ông cháu một lốp luôn. Thôi, bó chú sợi dây chuyền luôn đi. Bó dây chuyền luôn á? Bó luôn. Kỷ niệm luôn à? Kỷ niệm luôn. Có thể hết buồn chưa? Hết buồn rồi. À, ok luôn, thank you ông cháu, tháo luôn ra đi. Tháo đây. Ok luôn đi. Ông cháu tháo lâu quá thôi thì lận. Ông cho thật à? Cho thật. Ôi dồi ôi, cái thằng này. Cảm ơn ông cháu nhá. Ok chú nhá. Ok luôn, thank you ông cháu đi. Chúc ông cháu đi thượng lộ bình an nhá. Ok ông chú nhá. Về đi ông cháu. Kỷ niệm chú quả. Ông về này. Quả dây này được cái nhà vợ được kiểm tra xem dây này được. Các ông cháu thấy được thì thả tim cho chú nhá. Đấy các